Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Mì nha. Ăn được một tô phở nóng hổi mà được làm từ phở tươi á cả nhà, chứ không phải phở khô á, thì nó ngon lắm cả nhà hả? Hôm nay thì Mina chia sẻ với cả nhà một công thức làm phở tươi từ cơm nguội nha cả nhà. Công thức này rất là dễ luôn, làm lại nhanh nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp làm nha cả nhà. Đầu tiên á, là mình cần 200g cơm nguội. Cơm nguội này mình sẽ đưa vào máy, máy xay thịt hoặc là cái máy sinh tố cũng được cả nhà. Rồi mình cho vô là 150g nước, sau đó mình sẽ xay nhuyễn. Mình xay càng nhuyễn càng tốt nha cả nhà. Sau khi xay xong á, thì mình đổ cái hỗn hợp ra một cái chảo hoặc là một cái nồi. Mình bật lửa vừa thôi nha cả nhà. Rồi mình để cho nó sôi. Ở trong lúc mình nấu thì mình cũng nên lấy trong cái muỗng mình đảo đều để nó không có bị dính dưới đáy, không bị khét á. Đó. Rồi khi mà nó bắt đầu nó sôi nhẹ nhẹ như thế này cả nhà, là mình tắt lửa, mình cho vô là 150g bột năng và 150g bột gạo, nửa muỗng muối và 2 muỗng canh dầu ăn nha cả nhà. Mình lấy cái muỗng lớn đó cả nhà, mình trộn sơ nó lên. Tiếp đến là Mina sẽ đổ cái chảo bột này ra ngoài bàn. Rồi Mina bắt đầu, Mina dùng tay Mina nhồi nha. Mình nhồi tới khi nào á cả nhà mà nó không còn bột khô nữa, hộp này nó sẽ hòa quyện thành một cái cục bột mềm mịn, không còn dính tay nữa. Sau đó thì mình sẽ túm cái cục bột này lại thành một cái hình tròn, rồi mình sẽ ấn cho nó dẹt dẹt ra, rồi mình chia nó ra làm 6 phần. Sau khi chia xong 6 phần này thì mình cũng đem mình vo tròn lại nha, để lát nữa mình cán thì nó cũng dễ hơn nha. Bây giờ thì Mina sẽ cán cái cục bột này nó mỏng ra. Rồi trước khi mình cán mình cũng phủ nó qua một lớp bột áo. Mình lấy bột năng hoặc bột gạo á, mình phủ lên. Rồi sau đó Mina sẽ cán mỏng miếng bột này. Tùy theo sở thích của cả nhà nha. Cả nhà thích ăn dày thì cả nhà cán dày, còn cả nhà thích ăn mỏng thì cán mỏng. Rồi sau khi mình cán xong 6 miếng bột rồi đó, mình sẽ đắp nó chồng lên với nhau. Mình cũng nhớ là mình thoa bột áo nhiều nhiều vào để cho những miếng bột nó không có dính chặt lại với nhau. Đây bây giờ là Mina cắt nè. Thì cũng như cái phần cán bột, cả nhà thích ăn mỏng thì cả nhà cắt mỏng, còn cả nhà thích ăn dày thì cả nhà cán dày. Đây, sau khi Mina đã cắt xong rồi cả nhà. Cả nhà thấy cọng phở không? Trắng trắng xinh xinh nè. Thì bây giờ đến cái phần luộc nha cả nhà. Mình bắt một cái nồi nước lên trên bếp, rồi mình nấu cho nó sôi.
Khi mà nước sôi rồi đó thì Mina sẽ cho vào là 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình đang cho phở vào luộc, mình cầm mình cũng rắc nó vòng vòng nha cả nhà, chứ mình cũng để nó vô một cục. Đợi nước nó sôi lên lại đó thì mình lấy đũa cả nhà và mình trộn, mà mình trộn cũng nhẹ nhẹ tay thôi nha cả nhà, chứ mình đừng có trộn mạnh quá thì những cọng phở của mình nó sẽ bị đứt, sẽ bị gãy á. Với lại mình chú ý là mình đưa cọng đũa xuống dưới sát đáy nồi luôn, rồi mình đi mình chỉ quậy trên mặt không thì những cọng phở nó sẽ bị dính chặt ở dưới đáy nồi đó. Nhẹ tay thôi cả nhà, nhẹ tay mình trộn đều, quậy đều lên. Mình để nước sôi, mình để luộc 20 phút. Sau 20 phút thì mình đã tắt lò và đem phở xả lại nước lạnh nha. Tại sao mình lại xả lại nước lạnh? Mình xả lại nước lạnh để cho cọng phở mình nó không bị bở, nó dai hơn, nó trong hơn. Cả nhà cũng nên chú ý là khi mình xả phở thì mình không có nên lấy vòi nước mình xịt thẳng vô trong cái rổ phở của mình nha. Như vậy thì mình sẽ làm cho những cọng phở này nó rã ra, nó bể ra, nó gãy ra đó cả nhà. Cả nhà cứ như Mina nè, lấy một cái thau mình cho nước lạnh vào, sau đó mình sẽ cho cái rổ phở vô, mình nhẹ tay mình trộn đều đó. Cả nhà thấy cọng phở lúc bây giờ không, nó bóng nó trong đẹp dễ sợ chưa? Vậy là mình đã có một rổ phở tươi rồi nè cả nhà, nhanh gọn lẹ đúng không cả nhà? Cọng phở bây giờ á nó đẹp lắm cả nhà, nó bóng nó dai. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nha. À, chúc cả nhà thành công với công thức này và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Bye bye.